công an về rồi hả anh? Đúng rồi, họ mới báo cho anh biết Lệ vừa mới mất hồi sáng. Cái gì? Đã chết rồi hả anh? Em không ngờ Lệ lại không qua khỏi. Lệ còn nhỏ quá mà. Lệ đã cai nghiện để làm lại cuộc đời rồi. Anh thật không ngờ thằng Sơn này nó quá độc ác như vậy. Anh đừng buồn nữa, nhất định công an sẽ bắt được Sơn mà. Anh cũng mong là như vậy.